Xin chào quý vị và các bạn, đây là đường Trường Sa cuối kênh Nhiêu Lộc Thị Nghè. Thì hôm nay mời quý vị và các bạn là đi dạo phố Sài Gòn để thăm quan cái tình hình Sài Gòn nó như thế nào ha quý vị. Thì đây là cuối kênh Nhiêu Lộc, đây là đường Trường Sa. Tôi sẽ quẹo vô đường Út Tịch, con đường này gọi là Út Tịch. Thì con đường này là con đường giao thông hầu như bây giờ là chính nha quý vị. Đi từ quận Nhất đi về Tân Bình, đi về Cộng Hòa, rồi đi về quận 12 Hóc Môn, rồi đi về Củ Chi. Thì con đường này là bây giờ hầu như là chính hết. Thì hôm nay là cái thứ bảy, học sinh thì bây giờ nó nghỉ rất là nhiều rồi ha quý vị. Bây giờ là nghỉ vào nghỉ hè rồi. Thì tôi cập nhật cái tình hình, tôi đi ngang con đường này rất là nhiều. Thì đây là những cái mặt bằng rất là lớn con đường này. Thì người ta bây giờ người ta trả mặt bằng này quý vị, người ta trả này. Thì đây là một cái, đây cái bên phải tôi đây quý vị ha, cái quán hủ tiếu mực. Thì cái mặt bằng này rất là lớn này, rất là rộng ha quý vị. Người ta thuê để người ta làm ăn, ta bán đồ ăn buổi sáng, buổi trưa, rồi buổi tối. Nhưng mà tới bây giờ thì người ta thuê đây cách đây mấy tháng thôi ha quý vị. Đây là mấy tháng thôi. Cái biển này, cái biển, cái băng rôn treo trên đây này, đó là mới khai trương cách đây khoảng mấy tháng thôi ha quý vị. Nhưng mà đây tôi thấy đã có một cái tấm giấy trắng dán là cho thuê nhà đây. Tức là cái cửa hàng bây giờ làm ăn thua lỗ rồi quý vị nhé. Mở ra bán mà không có khách cho quý vị. Suốt từ sáng cho tới trưa tới tối không được bao nhiêu khách. Vì đã lỗ rồi. Cái tiền mặt bằng thuê thì rất là cao ha quý vị. Nó quý vị thấy không? Thuê mới khai trương này ha. Thì bây giờ bắt buộc cách đây khoảng 2-3 tháng thôi, người ta phải trả mặt bằng ha quý vị, không còn chịu nổi nữa. Thì trên con đường này thì tôi thấy là rất là nhiều những cái mặt bằng rất là đẹp. Rất là đẹp ha quý vị. Thì người ta đã trả mặt bằng rồi, người ta đóng cửa để trả mặt bằng ha quý vị. Thì bên trái tôi quý vị nhìn bên trái tôi, đây bên phải tôi cũng vậy đây quý vị nhá. Bên phải tôi đây này, cái mặt bằng rất là rộng này, người ta bán về nhậu ha quý vị, đồ ăn nhậu về tối, rồi buổi sáng, buổi trưa. Thì nhưng mà cái mặt bằng này cũng đóng cửa rồi ha quý vị, không còn mở bán nữa ha quý vị ha. Tại bây giờ bán ở đây bây giờ không có bán được, do tình trạng bây giờ kinh tế nó xuống dốc. Thì càng ngày mỗi càng cuối năm, từ đây về cuối năm nó càng đóng cửa càng nhiều ha quý vị. Quý vị bây giờ cứ càng đi về cuối năm thì càng đóng cửa càng nhiều. Không có nói quý vị. Thì cái tình hình của Sài Gòn bây giờ đó, bên đó ha quý vị, nó mấy cái mặt bằng này quý vị ha, đó mấy cái mặt bằng đó. Thì tình hình Sài Gòn bây giờ từ giờ tới cuối năm thì cứ mỗi tháng theo sự thống kê của Sở Thương mại thành phố, rồi người ta bây giờ là khoảng mấy ngàn công ty đóng cửa ha quý vị. Cứ một tháng là cứ mấy ngàn công ty đóng cửa quý vị, không phải ít đâu. Thì công ty vừa và nhỏ sẽ bị không có vốn đó. Thì ta thành lập ra bây giờ người ta không còn kinh doanh được nữa thì người ta đóng cửa thôi ha quý vị. Thì ở Việt Nam mình ấy, thì có nhiều loại công ty khác nhau, có nhiều loại công ty nhỏ ra mà để nhiều khi công ty ma ha quý vị, công ty ma đó kinh doanh không có được. Ngoài ra chủ yếu là làm những chuyện không có sản xuất mà buôn bán những mặt hàng này kia thôi. Ở đây bên trái tôi quý vị ha, bên trái tôi đó là một cái tòa nhà rất là đẹp ha quý vị. Người ta xây theo cái kiến trúc gọi là kiến trúc châu Âu. Thì người ta làm đây là làm quán karaoke ha quý vị, quán karaoke. Quý vị nhìn thấy đẹp không, hoành tráng, rất là hoành tráng ha quý vị. Thì tôi quay đây để cho quý vị các bạn biết ha, cái quán karaoke này rất là xịn, sang xịn nha quý vị. Đi vào đây thì bây giờ người ta cái mặt bằng này thuê rất là nhiều tiền ha quý vị, mấy trăm triệu một tháng ha quý vị ha. Mặt bằng này mấy trăm triệu một tháng nhưng mà bây giờ thua rồi ha quý vị đó. Thấy đóng cửa im lìm này ha quý vị, đang dán bên đó những cái bảng cho thuê nhưng mà bây giờ không cho thuê, không ai thuê được ha quý vị. Tại vì nó quá nhiều tiền đi, người ta kinh doanh như một tháng, trong một tháng có 30 ngày thôi. Thì quý vị tính 30 ngày nó trôi đi rất là nhanh nha quý vị, trôi đi rất là nhanh. Cho nên là bây giờ là cái tình hình của thành phố Hồ Chí Minh, Sài Gòn này. Thì bây giờ là những cái mặt bằng như thế này thì rất là nhiều quý vị đóng cửa cho thuê. Con đường nào bây giờ cũng tiếp tục đóng cửa rất là nhiều.
thì cũng có những cái tia sáng là cũng nhiều người thuê, có người thuê lại để mở, nhưng mà mở thì cũng được khoảng chừng mấy tháng thôi, không buôn bán được. Bây giờ làm ăn rất là khó hả quý vị. Đây cũng mặt bằng, mặt bằng này rất là đẹp hả quý vị, mặt bằng rất là đẹp đó. Quý vị thấy mặt bằng đẹp không? Mà đường thì rộng thanh thang, mà cái trục đường chính đi về quận nhất hả quý vị, theo bờ kênh đi về quận nhất thì của công nhân, những người đi làm ở quận 1 ấy, rồi chiều thì lại đi về đó. Những mặt bằng rất là đẹp rồi quý vị. Quý vị lên đây chút xíu nữa, ở bên trái có mặt bằng người ta mới xây dựng cách đây hơn năm rồi, người ta để không cho thuê được nữa quý vị, không ai dám thuê nữa. Này, mặt bằng nó quá là lớn ha quý vị, quá là lớn và rất là mắc tiền, thì chỉ có một công ty lớn thì mới dám thuê thôi, chứ còn nếu mà công ty nhỏ là không dám thuê ha quý vị. Thì quý vị thấy con đường này rộng không? Rộng quá quý vị. Con đường này chạy từ kênh Nhân Lộc mà lên tới đường Cộng Hòa, rồi ngược lại ha quý vị, đi theo kênh Nhân Lộc về tới cầu Thị Nghè, rồi đi vào khu trung tâm quận nhất rất là thuận tiện ha quý vị. Đây quý vị nhá, một căn nhà này ngày xưa là người ta làm cái gì đây, xong rồi người ta thâu lại, người ta xây dựng. Xây dựng người ta xây này rất là đẹp các quý vị, nhìn rất là hiện đại theo kiểu mới, để người ta cho thuê. Một là cho thuê những văn phòng làm công ty, nhưng mà như thế này thì đóng cửa rất là lâu rồi, bây giờ công ty thì phá sản rất là nhiều, tình hình căng thẳng rất là nhiều các quý vị, do cái kinh tế xuống cấp mà bây giờ là không còn cách nào khác, buôn bán thì ế ẩm, công ty thì đóng cửa, vẫn còn như năm 2023 ha quý vị. Đó, đây là quý vị gần tới ngã tư đường Hoàng Văn Thụ ha quý vị, đường Hoàng Văn Thụ hay là ngày xưa gọi là đường Võ Tánh ha quý vị. Nhiều khi quý vị bây giờ đi về Sài Gòn nó cũng bất ngờ luôn á, quý vị cứ thử để ý hai bên đường là đóng cửa cho thuê rất là nhiều, đóng cửa cho thuê rất là nhiều, nó không giống như những ngày trước 2019 hay quý vị. 2019 thì quý vị đi đâu cũng thấy là cái thành phố này nó sầm uất lắm, đi đâu cũng buôn bán thuê nhà rồi nó kiếm mặt bằng không ra luôn á. Nhưng mà bây giờ quý vị lên đây thuê nhà thì vô tư, đi tìm đâu cũng khó hàng quý vị, rất là dễ luôn. Cho thuê nhà rồi cho thuê phòng rồi các mặt bằng kinh doanh cho thuê rất là nhiều. Nhưng mà ngược lại thì cái giá cả cho thuê thì không xuống mà quý vị, không xuống luôn đó. Thì nó vẫn như đó hả quý vị. Đây quý vị nhá, đây nhá, đây cái mặt bằng quá đẹp luôn nè quý vị, cho thuê đây như thế này. Trước kia là quý vị cái mặt bằng như thế này quý vị kiếm không ra đâu quý vị nhé, mà mặt bằng kiếm này thì lúc nào giá không cao hết á. Nhưng mà bây giờ không cho thuê được đâu, nhưng mà giá thì cũng tương đối, không có phải là rẻ ha quý vị. Đó quý vị, bên kia cũng vậy đó, mấy căn nhà bên đó ha quý vị, trước kia là cho thuê hết, nhưng mà bây giờ người ta phải trả mặt bằng ha quý vị. Thì bây giờ là tháng 6 rồi, tháng 6 2024 rồi, thì bây giờ tới giờ, từ giờ tới cuối năm ha quý vị, từ giờ tới cuối năm còn đóng cửa còn nhiều, không chứ không phải bây giờ đâu. Như những cái kỳ lúc trước á thì tôi bây giờ không đăng, không quay những cái này đâu. Bây giờ năm ngoái thì tụi tôi đã quay cái này, tôi chia sẻ với quý vị rất là nhiều rồi, thì hy vọng năm nay là nó sẽ được những người thuê buôn bán lại rất là nhiều. Nhưng mà bây giờ càng ngày càng thấy đóng cửa những cái mà những cái cửa hàng lớn, người ta chịu không nổi, người ta trả quý vị, trả rất là nhiều. Còn những người cố mà thấy còn đang bán thì cố mà cầm cự thôi ha quý vị, chứ không phải là buôn bán có lời đâu ha quý vị ha. Đó quý vị, bên tay phải đây ngoài này đóng cửa đấy quý vị thấy không, đóng cửa để đây. Ở bên trái kia cũng vậy ha quý vị, bên trái đó mấy cái mặt bằng rất là đẹp ha quý vị, rất là đẹp, ngay con đường rộng thanh thang luôn, rất là ổn ha quý vị ha, rất là ổn. Thì đây là những cái mặt bằng, những cái thực tế để tôi ghi lại những cái hình ảnh này để chia sẻ cùng quý vị các bạn biết
về cái tình hình của trên đất Sài Gòn này, các vị. Thì tôi đã xe quẹo ở đường Nguyễn Thế Bình này, rồi tôi về Lăng Cha Cả, tôi xuôi về chợ Phạm Văn Hai, rồi tới đường Phạm Văn Hai ra chỗ cái mạng 8 để cùng quý vị các bạn xem cái đường phố của Sài Gòn này ha quý vị. Thì đây có đoạn đường này, đường Nguyễn Thế Bình, quận Tân Bình ha quý vị. Thì chạy thẳng đây là bên trái tôi là khu Maximart. Thì còn bên phải tôi là những căn nhà này thì mới được xây dựng cách đây khoảng mười mấy năm thôi nha các vị. Trước kia gần thấp lắm. Thì nhà này là của ngày xưa là của bên quân đội, người ta cấp đất nha các vị, cấp đất cho những cán bộ quân đội của những người lính nha các vị, là phục vụ cho quân đội. Thì đây là cho thuê về khách sạn cũng rất là nhiều, rồi những người dân buôn bán đây. Thì nhưng mà đây thì nói thật với quý vị các bạn, đây là cũng không buôn bán được đâu, thì đóng cửa cũng rất là nhiều các vị. Tại bây giờ trong siêu thị Maximart bên trái tôi này thì người ta buôn bán cũng rất là ế ẩm luôn á. Taxi đây cũng vậy hả các vị, chứ không phải bây giờ còn dễ dàng như mấy năm trước đâu. Thì cái thực tế của cái Sài Gòn năm nay là nó như thế vậy hả các vị, chứ không phải là tụi tôi nói quá đâu hả các vị. Có nhiều người các anh các chị ở quê lên đây mở nhà hàng rất là nhiều, nhưng mà mở ra bây giờ không bán được hả các vị. Tôi cũng có người quen mở cửa hàng thuê nhà, mở cửa hàng bán về trái cây, nước giải khát, cà phê, nhưng mà bây giờ cũng rất là ế các quý vị. Mở ra rồi được hơn tháng nay không được bao nhiêu khách hết. Đang muốn để chuyển mặt bằng, nhưng mà tôi cũng khuyên những người quen của tôi hết từ từ. Tại bây giờ kinh tế nó xuống rồi, ai người dân bây giờ là hoàn toàn không có tiền các quý vị, không có tiền để mà ăn uống như ngày xưa đâu. Đây là Lăng Cha Cả ha quý vị. Thì tôi sẽ đi vòng vòng đây quay những cái khung cảnh này để mời quý vị các bạn biết về tình hình khung cảnh đường phố của Sài Gòn, để cho quý vị các bạn tham quan ha quý vị. Không có điều kiện đi thì đây là những cái video để mà chia sẻ cùng quý vị các bạn biết về Sài Gòn. Thì qua đây tôi sẽ quẹo ra đường Lê Văn Sĩ ha các vị. Lê Văn Sĩ. Có Lăng Cha Cả những cái ngày thứ bảy như thế này trước kia thì rất là đông. Những cái ngày thứ bảy cuối tuần này rất là đông ha các vị. Tại vì những ngày cuối tuần người ta dồn dập, rồi xe tải người ta được vô thành phố, người ta đi, người ta lấy hàng, người ta đi giao hàng, người ta trả hàng cho người ta, cho nên rất là đông, hay kẹt xe xe tải vào thành phố. Nhưng mà hôm nay thì thứ nhất là học sinh được nghỉ hè, hai đó là xe tải thì do cái tình trạng buôn bán làm ăn, xe tải bây giờ cũng ít ha các vị, cũng ít đi vào để mà giao hàng. Tại bây giờ buôn bán không có được ha các vị, buôn bán không có được, cho nên là mọi cái mặt hàng là hoàn toàn bị ế, dồn ứ hết rồi các vị, không sản xuất được, không buôn bán được. Giờ chỉ còn buôn bán những một ít thôi, gọi là khoảng ngày xưa khoảng 10%, thì bây giờ khoảng 4% thôi các vị, 4% thôi, chưa được 5% nữa. Thì nó tùy, có mặt hàng thì cũng được 6-7, nhưng mà hoàn toàn là cái phần trăm lớn nó lại rất là ít thôi các vị. Đây tôi sẽ quẹo xuống đường Lê Văn Sĩ ha quý vị. Đây là đường Lê Văn Sĩ. Tới đường Lê Văn Sĩ này, tới vòng xoay tôi sẽ quẹo vô cái đường mới, và ngày xưa kế bên chợ Phạm Văn Hai thì gọi là đường Ngô Thị Thu Minh. Rồi tôi ra đường Phạm Văn Hai ha quý vị. Tôi sẽ chạy thẳng lên chỗ qua bờ kênh, rồi lên chỗ cách mạng tháng 8 để các bạn biết về con đường Phạm Văn Hai. Thì có nhiều người không biết ha quý vị. Có nhiều người, có những em đi lên đây thì cũng đi hỏi đường rất là nhiều. Nhiều khi bấm Google Map nhưng mà cũng chỉ đi rất là lòng vòng. Thì đây là những con đường để cho quý vị các bạn biết. Đây là các vòng xoay Lê Văn Sĩ, rồi Nguyễn Trọng Tuyển, rồi Bùi Thị Xuân,
rồi quẹo vô đường Ngô Thị Thu Minh ha quý vị. Quý vị thấy làm sao? Đường phố Sài Gòn rất là đẹp ha quý vị. Rất là đẹp. Đi cũng rất là đi đâu cũng rất là thuận tiện ha quý vị. Đường rất là dễ đi luôn á. Quý vị đã biết rồi thì đường rất là dễ đi. Như tôi ở Sài Gòn này thì cứ bây giờ cứ đi con đường nào, cứ nói quận nào là tôi đi cái nào tới liền ha quý vị, không phải mất thời gian nhiều. Thì đây là cái khu gần chợ Phan Hai ha quý vị, gần chợ Phan Hai, khu này thì vừa tay phải thì vào chợ. Người ta bán rau, bán đồ ăn, thực phẩm phục vụ cho bà con ở trên này rất là nhiều. Cái khu này ấy, thì cái thời mới mở cửa cách đây 20 năm á, thì khu này là người Hàn Quốc người ta thuê rất là nhiều. Nhưng mà bây giờ ta chuyển hết qua đường, qua khu phố Phú Mỹ Hưng rồi ha quý vị, quận 7. Đó, đây là con đường Ngô Thị Thu Minh nha quý vị. Trước kia nó là con hẻm thôi. Trước kia là con hẻm 122 đường Phạm Văn Hai. Thì bây giờ người ta đặt tên nè quý vị, đặt tên cho con đường này là con đường Ngô Thị Thu Minh. Thì về đêm ở đây thì là đấy quý vị thấy không, đóng cửa rất là nhiều quý vị. Quý vị cứ theo dõi hai bên đường á, thì đóng cửa, những cái cửa hàng đóng cửa rất là nhiều. Đây là gần chợ đây quý vị nhé, con đường này là gần chợ. Nhưng mà bây giờ đấy, không buôn bán được người ta phải đóng cửa thôi. Thì buổi tối ở đây á, thì người ta bày ra vỉa hè đây, người ta bán đồ ăn nhậu rất là nhiều. Nhưng mà bây giờ thì nói chung là cũng vì cái tình trạng, thứ nhất là người dân hết tiền, thứ hai là cấm nồng độ cồn hả quý vị, cấm nồng độ cồn. Bây giờ thì những người hay nhậu thì bây giờ cũng giảm bớt rất là nhiều rồi hả quý vị. Hả quý vị thấy sao, đường phố gần chợ đây thì bây giờ là buổi sáng này, đây là thực tế buổi sáng hả quý vị. Thì cũng rất là thưa ha quý vị, không có vắng người chứ không có đông. Rồi tôi sẽ phải ra đường Phạm Văn Hai ha quý vị. Thì đi vòng vòng những phố thân quen của rất nhiều người Sài Gòn xưa tới bây giờ. Thì những con phố này thì nhiều người xưa ở Sài Gòn ở đây quý vị, rồi ra đi. Thì trên con đường Phạm Văn Hai này thì cũng nhiều cái lịch sử của nhiều người lắm. Có nhiều người ở đây rồi ra đi, bây giờ đang ở nước ngoài rất là nhiều ha quý vị. Thì tôi chỉ đi vòng vòng những con đường này ha quý vị. Con đường này nên tới chỗ qua tới Phạm Văn cái mạng 8 để cho quý vị các bạn biết ha. Đó, đây là bên phải tôi là đường vào chợ ha quý vị. Thì chợ Búa bây giờ thì chợ nào ở Sài Gòn bây giờ chợ truyền thống thì cũng rất là ế. Chỉ ven ven nó bán được ở bên ngoài thôi ha quý vị. Còn bên trong thì người ta đóng cửa rất là nhiều. Những cái sạp hàng bây giờ người ta đóng cửa, người ta buôn bán không có được nữa. Người ta phải trả thuế, rồi tiền điện, rồi tiền nước, tiền ấy người kia đó, người ta bán không có được nên người ta trả rất là nhiều, có vẻ người ta sang sạp luôn đó. Ở bây giờ con đường này thì ở bên trái thì có khu nhà thờ Trần Tân Chí Linh hả quý vị. Thì quý vị thấy không, hai bên đường á thì bà con bây giờ làm ăn á thì nói chung là cũng rất là nhiều người mở ra thất nghiệp, bây giờ ra đường mở qua hàng quán hàng ăn rất là nhiều. Rồi những cái nghề dịch vụ á, những cái công việc dịch vụ á, thì bây giờ cũng ít người lấy ha quý vị, cũng ít người lấy. Bây giờ chỉ còn mấy cái chỗ mà người ta làm về thẩm mỹ viện là bây giờ đang ở Sài Gòn đang hot nhất ha quý vị, đang hot nhất. Thì bây giờ nhiều người làm đẹp lắm, rồi nha khoa, nhưng mà cũng tùy thôi. Có thẩm mỹ viện thì làm được, có nhiều thẩm mỹ viện thì cũng không làm ăn được ha quý vị, đóng cửa rồi trả mặt bằng rất là nhiều. Cái kinh tế của Sài Gòn, của Việt Nam thì năm nay thì nó thực tế quý vị là nó xuống cấp rất là nhiều ha quý vị. Thì cái vụ tham nhũng của bà Trương Mỹ Lan biết bao nhiêu ngàn tỷ đồng hả quý vị. Thì tòa án đã kết luận là bà ấy tuồn ra nước ngoài
là nước ngoài hết 4 năm 4 tỷ, hơn 4 tỷ gì đó USD thì ra nước ngoài ha quý vị. Thì không biết là bà Tuần như thế nào, ai giúp sức cho bà. Thì tòa án bây giờ đã kết thúc rồi ha quý vị, thì có chồng bà rồi nhiều mấy người nước ngoài nhá đã giúp sức cho bà tuồn tiền đô ra nước ngoài. Thì cái vụ này thì bà rút tiền của ngân hàng SCB rất là nhiều, cho nên cái kinh tế của thành phố này bị ảnh hưởng rất là nhiều ha quý vị. Thì con đường Phạm Văn Hai này sắp tới ra đường Cách Mạng Tháng 8 rồi ha quý vị. Thì đây là một con đường, đây là bán thịt chó thì xưa là rất là nhiều ha quý vị. Cái khu này là bán thịt chó rất là nhiều, thịt chó tươi ấy. Thì bây giờ là cũng giảm rồi ha quý vị. Người Sài Gòn bây giờ ăn thịt chó rất là ít rồi, chỉ còn một số thôi, không có nhiều ha quý vị. Cho nên là những hàng quán thịt chó bây giờ ở khu này thì rất là ít. Thì đây là gần chỗ ngã ba ông Tạ ha quý vị. Thì cái lịch sử ông Tạ thì ngày xưa chắc nhiều quý vị biết rồi ha quý vị. Thôi tới đây rồi, hết con đường Phạm Văn Hai rồi ha quý vị. Đang ngã ba cái ngày tháng 8 rồi. Tôi xin cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều đã xem cái video này.